là bài tập của các ca nương Hải Phòng. Họ đang học cách để hát bằng hơi bụng. Trong khóa tập huấn, ca nương được dạy thở kiểu khí công để có thể rung láy bằng cơ bụng theo đúng cách thức các cụ xưa gọi là tận thổ can tràng, tức là hát từ trong gan ruột hát ra. Đây là những bài tập mà dù đã hát ca trù trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ các ca nương biết tới. Đây là một trong rất nhiều bài học của khóa tập huấn để giúp những người đang tiếp nối nghệ thuật ca trù quay về với chuẩn mực cổ điển. Ngày xưa chúng tôi cũng hát cũng năm khổ phách, năm khổ đàn, nhưng thực ra bây giờ hiệu chỉnh lại thì cái năm khổ đấy lại sắp xếp lại nhịp độ nó khác nhau, và chúng tôi cần phải hiệu chỉnh lại chính bản thân mình. Thực sự là ca trù đã có một cái sự đổi mới đối với chúng tôi, và chúng tôi có thể hát theo khuôn thước chuẩn mực của các cụ nghệ nhân ngày xưa. Chuẩn hóa, sửa sai những điều đã ăn sâu bám rễ trong cách hát, cách đàn của các đào kép hàng chục năm qua là công việc không hề đơn giản. Nhưng anh Hiền đã kiên trì thực hiện thành công với phương pháp sơ đồ hóa cùng việc đúc kết hệ âm luật hóc hiểm của ca trù. Những giá trị nghệ thuật vốn chỉ được lưu truyền một cách ước lệ qua cách dạy truyền khẩu, truyền ngón nghề trực tiếp trong nội bộ các giáo phường suốt chiều dài nghìn năm lịch sử. Ả đào là một thể loại nhạc có cấu trúc lắp ghép. Và cho đến nay với kiến văn của tôi thì đây là một loại cấu trúc độc nhất vô nhị trên thế giới, chưa nhìn thấy ở một loại hình âm nhạc nào. Bởi vì nếu như bây giờ chúng ta đàn hát vẫn tiếp tục đàn hát không có phách thì chúng ta không bảo tồn được hệ giá trị đó. Bởi vì bây giờ tất cả mọi điều đã sáng tỏ rồi. Vậy bây giờ muốn bảo tồn được ca trù thì anh buộc phải bảo tồn được cái hệ giá trị đàn hát khuôn thước đó. Khi mà chúng ta đã tìm ra được các cái khuôn mẫu như vậy ấy, thì chúng ta sẽ tự tin hơn trong việc khai thác những cái giá trị văn hóa của cha ông mà không khiến nó bị bóp méo, không làm cho nó bị sai lệch so với lại cái giá trị nguyên gốc. Với kiến thức mới, việc nhận diện, phục dựng các bài bản cổ điển sẽ trở nên chủ động, dễ dàng hơn rất nhiều. Lý thuyết hóa âm nhạc là bước tiến dài trong nghiên cứu yếu tố gốc của di sản, tác động lớn đến hướng bảo tồn ca trù. Và như thế, hệ giá trị của di sản quý báu ấy sẽ được bảo tồn nguyên vẹn. Thành công đó càng thúc đẩy thêm niềm hy vọng trong nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền. Cần làm nhiều hơn để đưa những hệ chuẩn mực của cổ nhạc Việt Nam ra ánh sáng khoa học, giữ mãi tinh hoa cho thế hệ mai sau.